mọi người đến với TSA. Mình đang quay phỏng vấn với máy Panasonic GH5S. Và hôm nay mình muốn nói một vài thứ liên quan tới hai con máy này. Hai con máy bên cạnh mình, con to đó là Panasonic S1H. Và con nhỏ nhỏ đây là G100. G100, G100 là một trong những dòng máy mới dùng để quay vlog. Thì máy này là một trong những máy đã gắn bó với mình trong khoảng một tuần qua mà quay được khá là nhiều những thứ mà mình nghĩ là rất là quan trọng đối với mình. Đây là một máy quay có rất nhiều những tính năng phục vụ cho các anh chị em vlogger hoặc là các anh chị em cần phải ghi lại cái quá trình làm việc của mình. Thứ nhất là để báo cáo, thứ hai thì tầng nghĩ là có thể ghi âm tốt để nhớ lại cái voice memo, tức là cái giọng nói của mình, và những tùy chọn trong cái Lumix G100 này thật sự rất xứng đáng để mọi người tìm hiểu ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài và quay một số cái vlog cho mọi người xem những cái tính năng vượt trội của G100 so với các bạn bè trong cùng phân khúc, cũng như là khi nào G100 có thể chiến thắng flagship đầu ngành của Lumix. Nguyên vọng của cả hai trong giải đấu, em sẽ gán đạt được thành tích cao nhất có thể và đem về nhiều vinh quang cho Việt Nam, chẳng hạn như là mình vô địch chẳng hạn, và em sẽ cố gắng làm nhiều nhất có thể. Câu hỏi tiếp là nguyên vọng của cả hai trong giải đấu, còn em sẽ gán đạt được thành tích cao nhất có thể và đem về nhiều vinh quang cho Việt Nam, chẳng hạn như là mình vô địch chẳng hạn, và em sẽ cố gắng làm nhiều nhất có thể. Nãy mình có đi vòng vòng qua các bạn game thủ và phỏng vấn các bạn game thủ trong studio. Giờ mình sẽ về Nha Trang để quay biết. Mọi người, mình đang ở thành phố biển xinh đẹp Nha Trang. Sau lưng mình là biển. Buổi chiều ở Nha Trang thì có rất nhiều người tắm biển, tiếng sóng biển nghe rất là thú vị. Bên phía này thì nắng rất đẹp. Hoàng hôn là các city bên này. Mình đang đi về phía Hòn Trồng và mình sẽ đi lùi. Yeah. Đây, mình đang setting là front phía trước nha mọi người. Chắc mình kiếm một vài cái hoạt cảnh mình quay để show up cho các bạn là cái máy Lumix G100 cùng với Lankit thì làm được cái gì. Nên như làm được nhiều thứ nhưng mà làm được cái gì thì chắc là mình sẽ cố gắng là show được cái đó. Yeah. Yeah. Yeah, mình đang chỉnh lại vấn đề thu âm của mình là gọi là back, tức là sau lưng. Mình đang ghi hình lại em Lumix màu đỏ của mình chống nước, chơi với biển chút xíu. Thì ra nãy giờ máy vẫn đang bật.
bây giờ mình đã quay trở lại sau một cái session sử dụng máy gần 100 đi lòng vòng và ghi hình so với một cái máy ở cùng phân khúc, mà mình cảm nhận được đó là cái tính năng audio rất là vượt trội, thu âm rất là vượt trội, cũng như là cái sự tùy biến cho cái phần thay được lens của G100 của hệ thống Micro Four Thirds 143 là rất là kỳ diệu. Khi sử dụng cùng với G100 thì mình nghĩ là có thể sử dụng đa dụng cho nhiều mục đích hơn là một cái máy chỉ có thể shoot vlog. Nó có thể thay thế cho một cái máy ở phân khúc tầm trung mà được có thể shoot ở B-side, tức là shoot backup. Nếu mà cá nhân mình xài G100 thì mình đang có một cái cách mình đang nghiên cứu thôi. Hiện tại mình đang dùng máy G100 để nghiên cứu cho mục đích là rig hẳn lên một camera chính để cho G100 trở thành một cái mic phụ, cũng như là một cái góc hình vertical. Mình sẽ dựng đứng G100 lên để mà có thể ghi hình song song, và mình đang cố gắng rig lên một cái set của S1H. Đó là kế hoạch cá nhân của mình. Khi nào xong mình sẽ cho các bạn coi tập tiếp theo nha. Quay trở lại nhanh cái phần nếu như được đưa ra nhận định của một người dùng đối với Lumix G100 thì nên mua. Nếu có điều kiện nên mua để trải nghiệm được là một cái máy mình có thể mang đi chơi không cần phải suy nghĩ gì cả. Rồi, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.